thưa cô chủ tịch, vậy là hành trình của Mai Lâm với TGU và TTS đã được 1,5 năm. Trong hơn 1 năm qua, em xin cảm ơn cô luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ. Đặc biệt là chuyến đi Mỹ vừa rồi, cô đã giúp em nhận ra cái vai trò của một người lãnh đạo thực sự. Và em hy vọng rằng trong thời gian tới, cô tiếp tục hỗ trợ để em có thể vững vàng lãnh đạo TTU, TTS ngày càng phát triển và vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách. Nhân dịp sinh nhật của cô, em xin đại diện cho toàn bộ thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của TTU, TTS chúc cô sức khỏe, hạnh phúc. Và bọn em sẽ cố gắng làm hết sức mình để tiếp tục đưa TTU lên một tầm cao mới như kỳ vọng của cô. Em hy vọng rằng bằng sự đầu tư tâm huyết của cô thì những khó khăn nó cũng sẽ vượt qua. Và em luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của cô và một tương lai tươi sáng của TTU và TTS. Happy birthday to you. Chào cô. Hôm nay nhân sinh nhật của chị chủ tịch, tôi xin đại diện cho khoa y Đại học Tân Tạo và Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo xin chúc chủ tịch một ngày sinh nhật thật vui vẻ, thật hạnh phúc và xin chúc công việc của chủ tịch gặp nhiều thuận lợi. Happy birthday, Madam President. For and in behalf of my staff, academic and non-academic, including the students, we wish you a happiest birthday and a splendid year ahead. Nhân dịp sinh nhật cô chủ tịch, chúc cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, luôn luôn đồng hành với TTU, định hướng cho TTU phát triển trở thành một trường đại học hàng đầu ở Việt Nam cũng như trong khu vực và một sánh tầm quốc tế. Nhân dịp sinh nhật của chủ tịch, tập thể hội đồng sư phạm trường Trung học phổ thông Năng khiếu Đại học Tân Tạo kính chúc cô nhiều sức khỏe, công việc được hanh thông, mong cô tiếp tục lãnh đạo hai trường phát triển trong giai đoạn tới. Giáo viên và học sinh của nhà trường xin hứa với cô rằng sẽ luôn nỗ lực lao động, phấn đấu để đưa trường TTS tiếp tục đi lên. Hôm nay là ngày đặc biệt, cô một người thuyền trưởng tâm huyết và sáng suốt của TTU. Em xin đại diện khoa kỹ thuật chúc cô có một tuổi mới mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Happy birthday. Nhân dịp sinh nhật của cô chủ tịch, em xin chúc cô có một ngày sinh nhật thật là ý nghĩa, nhiều niềm vui, dồi dào sức khỏe và hạnh phúc bên người thân cũng như là gia đình. Là một cựu sinh viên của khoa kinh tế và quản trị kinh doanh trường Đại học Tân Tạo, hiện tại em cũng là thư ký khoa của khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, thì em hứa sẽ cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của trường. Cảm ơn cô vì đã xây dựng trường Đại học Tân Tạo. Em tin chắc rằng trường Đại học Tân Tạo với sự lãnh đạo của cô sẽ đạt được những thành công hơn nữa trong tương lai. Hello Madam President of Tân Tạo University. My name is Phương Thảo, a final year student of English from the School of Languages. It's a great honor for me on behalf of TTU students to express our deepest gratitude to you on your special day. We are fortunate to receive scholarships from you, which have opened doors of opportunity and made it a reality our dreams of high quality education. Especially, your tireless dedication to education helps so that education is not just a means to an end, but a lifelong journey of growth and discovery. We really treasure your words and what you have done for us. We promise that we will make the most of this incredible opportunity and try to become the best version of ourselves. As we continue this educational journey, we promise to make you proud and carry your legacy. So on your special day, we would like to celebrate your achievement and impact that you make in our lives. Happy birthday to incredible resident, a successful entrepreneur, and truly exceptional educator. Thank you and happy birthday to you. Con tên là Ngô Gia Thiên, học sinh lớp 12B. Hôm nay con rất vinh dự khi được đứng đây đại diện cho toàn thể tất cả các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Năng khiếu Đại học Tân Tạo gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô. Kính chúc cô tuổi mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe dồi dào, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Mong rằng những bước tiến tiếp theo trong cuộc đời cô sẽ mang lại nhiều
an lành, hạnh phúc và thịnh vượng hơn nữa. Chúng con xin cảm ơn vì tất cả những điều cô đã dành cho chúng con. Cảm ơn cô vì đã dành tâm huyết cho sự phát triển của trường Trung học phổ thông Năng Khiếu, Đại học Tân Tạo hơn 11 năm qua. Kính chúc cô có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa bên người thân, gia đình và những người thân yêu. Một lần nữa, chúng con mong rằng những điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất sẽ luôn luôn đến bên cô. Happy birthday!